Chào mừng các bạn ghé thăm vương quốc của loài ong chúng tôi. Đây chính là ngôi nhà chung mà chúng tôi sinh sống. Loài ong thì sống ở mọi nơi trên thế giới đấy bạn à. Tôi là ông chúa, là người có quyền lực vô hạn. Bạn gọi tôi là nữ vương đi nhé. Tôi làm nhiệm vụ đẻ trứng để duy trì nòi giống. Hơn thế nữa, tôi còn cai quản cả vương quốc của mình. Chúng tôi giống như một xã hội, có một tổ chức hết sức chặt chẽ bạn ạ. Tôi không bao giờ phải bay ra ngoài kiếm mật hay xây tổ. Hôm nay tôi ra đây xem anh em ông thợ xây nhà đến đâu, rồi lại vào tổ ngay. Chúng tôi là những chú ong mật trinh sát đây. Khi mùa xuân tới, chúng tôi bay đi tìm kiếm nguồn mật. À, phía trước mặt, cách đây chừng 300 mét, chắc là có mật rồi. Mau bay tới đó xem. Chúng tôi sẽ lập tức báo vị trí và khoảng cách nơi có mật cho bạn bè của mình. À, có lẽ bạn sẽ thắc mắc là làm thế nào để chúng tôi thông báo phải không? Rất là dễ. Chúng tôi bay thành vòng tròn như thế này nè. Và các bạn ong mật nhận biết nơi có mật sẽ lập tức lên đường đấy. Bạn có biết rằng vì sao con người làm việc chăm chỉ thường hay được so sánh với loài ong không? Nói bạn nghe nha. Để có được một chai mật ong thơm ngon, chúng tôi phải hút mật hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn bông hoa. Điều ấy có nghĩa là phải bay đi bay về 3-40.000 lần, mỏi cánh lắm. Sau khi có được mật hoa, chúng tôi dùng nước bọt của mình chế biến thành mật ong. Chính vì lao động quá vất vả nên chúng tôi sẽ bảo vệ thành quả của mình đến cùng, không để cho kẻ khác xâm phạm. Nhanh tay lên nào anh em, quạt mạnh lên nào, chúng ta sắp chết nóng đến nơi rồi. Cố lên anh em. Dạ, hôm nay trời nóng quá. Bạn biết tại sao chúng tôi phải quạt đôi cánh của mình như thế không? Thế này nhé, trong tổ nhiệt độ luôn luôn giữ ổn định ở mức 33-35 độ C. Nếu hôm nào nhiệt độ môi trường tăng lên đột ngột thì ông thợ chúng tôi phải tìm mọi cách để thích ứng ngay. Quạt thế kia là để tạo ra gió làm mát cho tổ. Còn mùa đông thì ngược lại, chúng tôi sẽ tụm nhau lại, rung đôi cánh tạo nhiệt độ để giữ ấm đấy bạn à. Tôi phải cùng bạn bè của mình tiếp tục công việc đây. Tạm biệt bạn nhé. Những câu đố thật vui về loài ong dành cho các bạn đây. Câu 1. Họ hàng nhà ong sống theo hình thức nào? A. Sống theo đàn. B. Sống riêng lẻ. Bạn ơi, bạn có biết bài thơ Con cáo và tổ ong không? Bài thơ cho thấy loài ong sống thành một bầy. Chúng sẽ đồng tâm hiệp lực để tấn công lại kẻ thù đấy. Đáp án đúng là A nha. Câu 2. Trong dòng họ nhà ong, con nào có quyền lực cao nhất? A. Ong thợ. B. Ong chúa. C. Ong mật. D. Quyền lợi ngang nhau. Câu này mới có đây. Quá nhiều đáp án để lựa chọn. Vậy thì hãy làm phương pháp loại trừ này. Bạn hãy suy nghĩ thầm nha. Có một con ong chuyên làm nhiệm vụ sinh sản để duy trì nòi giống. Nó chính là con ong có quyền lực tối cao nhất. Đó là con ong chúa. Bạn đã chọn B chưa? Câu 3. Ong chúa làm nhiệm vụ gì? A. Sinh con và xây tổ. B. Hút mật và bảo vệ tổ. C.
sinh sản để duy trì nòi giống. Lại hỏi thêm về ông chúa kìa bạn. Loài ong này chúng có quyền lực tối cao, chỉ huy tất cả các con ong khác trong tổ. Nhiệm vụ duy nhất của ông chúa là sinh sản để duy trì nòi giống thôi bạn ơi. Vậy chọn đáp án C nha. Chúc mừng bạn. Câu 4. Khi trời nóng, ong thường làm gì để thích ứng với môi trường? A. Đi tắm. B. Đi dạo hóng gió. C. Quạt gió bằng đôi cánh cho mát. Câu này dễ quá là dễ thôi. Bạn thường nhìn thấy các chú ong lay hoay trước tổ, ra sức quạt mạnh. Như vậy là chúng đang tạo ra gió khi nhiệt độ tăng cao đấy. Vậy chọn C bạn nha. Câu 5. Mật ong được lấy từ đâu? A. Ong chúa sinh ra. B. Ong thợ đi lấy từ nhị hoa. Bắt đầu suy nghĩ nhé. Ông chúa chỉ sinh con thôi, chứ đâu có sinh ra mật. Như vậy chắc chắn A sai. Vậy B sẽ là đáp án chính xác. Chọn nào bạn ơi. Vậy là các bạn đã tìm hiểu về tổ chức của loài ong. Tuy nhỏ bé thế mà ong có sức mạnh thật phi thường. Chúc các bạn học tập và làm việc chăm chỉ như ong nha. Tạm biệt các bạn. Ôi, vui quá. Bé thấy câu chuyện về các con vật có dễ thương không nào? Chúng cũng gần gũi đáng yêu và có tình cảm giống như con người. Chúng ta hãy yêu quý và bảo vệ các loài động vật bé nhé. Để có thêm sự hiểu biết về thế giới động vật, xin mời các bé sưu tầm các tập tiếp theo của DVD Bé yêu động vật. Còn vô vàn những điều kỳ lạ và hấp dẫn đang chờ đón bé đấy. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bé trong chương trình sau. Mời quý phụ huynh và các bé sưu tập bộ sản phẩm DVD của công ty cổ phần phát triển phần mềm sinh viên học sinh. DVD Bé yêu học tiếng Anh, một sản phẩm thiết thực nhất. Học tiếng Anh với bé sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chương trình sẽ giúp bé yêu tự trau dồi cho mình một vốn từ vựng khá, luyện các phát âm chuẩn ngay từ khi mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh. Việc học tiếng Anh với các bé sẽ trở thành niềm đam mê trong cuộc sống. Và đây nữa, DVD Bé yêu học chữ cái. Bé yêu sẽ nhanh chóng làm quen với hệ thống các chữ cái, các thanh điệu. Thêm vào đó, các bé sẽ được thực hành ngay với các bài thơ, bài đồng giao dễ thuộc, dễ nhớ. Thầy cô và các bậc cha mẹ có thể lựa chọn sản phẩm này làm tài liệu dạy học trực quan rất hữu ích. Đến với DVD Truyện cổ tích Việt Nam, bé sẽ gặp ở đó một thế giới kỳ diệu với âm thanh sống động, hình ảnh rõ nét,
các câu chuyện mang những ý nghĩa giáo dục tích cực sẽ là hành trang giúp bé lớn lên cùng những điều tốt đẹp nhất. Hãy giúp bé yêu của bạn tự tin hơn với DVD những bài hát tiếng Anh mà bé thích, trọn bộ 2 tập, 48 bài hát với các chủ đề phong phú về thời gian, về thời tiết, về động vật, thực vật, vân vân. Các bé sẽ thực sự hứng thú với các hình ảnh hoạt hình dễ thương, ngộ nghĩnh, giao diện được thiết kế thân thiện, âm thanh sống động và hình ảnh sắc nét sẽ là món quà bổ ích hỗ trợ việc học tiếng Anh của bé. Trân trọng giới thiệu từ điển bằng hình đầu đời cho bé, một thế giới vuông nhỏ. Tại đây, bé sẽ được học về màu sắc, hình khối, về thế giới đồ vật, con vật, thế giới trái cây. Cha mẹ sẽ ngạc nhiên về khả năng nhớ bài của bé. Đây còn là một đĩa hỗ trợ nhà trường và các bậc phụ huynh rất nhiều trong việc hướng dẫn các bé tìm hiểu cuộc sống. DVD tuyển tập đồng dao cho bé với 48 bài đồng dao, ca dao với các chủ đề phong phú về tự nhiên, thiên nhiên, mối quan hệ gia đình, bè bạn. Gắn với hầu hết mỗi đồng dao là những trò chơi dân gian vận động đơn giản, không cầu kỳ tốn kém, vừa giúp bé rèn luyện phản ứng nhanh nhạy, vừa giúp bồi đắp cho tâm hồn bé tình yêu quê hương, gia đình. Với thiết kế chức năng karaoke, bé sẽ mau chóng thuộc lời. Trân trọng giới thiệu một sản phẩm mới nhất, DVD Bé Yêu Học Số. Đây là một sản phẩm giúp bé thích thú và đam mê tìm hiểu về toán học tuổi thơ. Những bài thơ ngộ nghĩnh, những trò chơi vui nhộn kết hợp với những bài hát thiếu nhi và các câu chuyện sáng tạo. Các con số sẽ thực sự cuốn hút các bé, với 21 con số thể hiện chi tiết qua các phần: nhận biết hình dạng số, đếm số, cách viết số và các bài tập áp dụng. Niềm hứng khởi và sự say mê học hỏi của bé chính là món quà vô giá cho các bậc cha mẹ. Kính mời quý phụ huynh, quý thầy cô sưu tầm sản phẩm giáo dục mới DVD những bài học giáo dục nhân cách, một chuỗi những bộ phim hoạt hình độc đáo, sinh động với hình ảnh tươi vui, ngộ nghĩnh, lại gần gũi thiết thực và âm thanh sống động. Các bé sẽ được chứng kiến cuộc phiêu lưu ly kỳ của chuột tí ham chơi, được chứng kiến tình bạn gắn bó của các con vật và hồi hộp đến bất ngờ với những hoạn nạn của kiến con và bồ câu. Thông qua mỗi bộ phim là những bài học dành cho bé về tình bạn, về tính dũng cảm, về sự trung thực và hơn thế nữa. Cuối mỗi bộ phim là những câu đố bổ ích giúp cho bé yêu phát triển tư duy sâu chuỗi. Đây chính là món quà bất ngờ mà các bậc phụ huynh dành tặng cho bé yêu, một tài sản vô giá cho các bé thiếu nhi. Xin trân trọng kính mời. Dậy dậy dậy, anh Lợn ơi, ngủ gì mà cứ ngủ hoài vậy? Anh không thấy nhàm chán hả? Ai làm phiền tôi đấy? Để cho tôi yên nào. Biết ngay, lại là chị Chích Chè này mà.